Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Man. Thì mình biết là có rất nhiều bạn tò mò về cái vấn đề mà đi sửa mũi của mình á. Thì qua vlog ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và trả lời những cái câu hỏi mà các bạn thường hay thắc mắc về cái việc đi sửa mũi nha. Thì đầu tiên cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình nhất đó chính là: anh ơi, sửa mũi có đau hay không? Không có đau đâu, không có đau tí nào đâu. Cái câu đó là câu của mấy người nhân viên, người ta tư vấn cho các bạn, người ta thường hay nói như vậy đó. Thực tế là đau thấy luôn á các bạn ơi, rất là đau. Nhưng mà không như các bạn tưởng tượng là lúc mà người ta làm đùng 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 vào cái mặt mình á thì các bạn thấy đau lúc đó, thì không có hề đâu. Mà đau lúc nào thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Tùy từng người thì người ta sẽ thấy khác nhau, nhưng mà đối với mình á thì mình là một người cũng khá là không có chịu được đau nè. Thứ hai là mình rất là sợ kim chích. Cho nên á là khi mà mình đi phẫu thuật thẩm mỹ như vậy thì người ta chích rất nhiều thuốc. Các bạn ơi, bố em chích rất nhiều thuốc, mẹ em mắc ướt lệ nhòa. Thì người ta chích cho bạn lấy máu, các bạn biết cả ống chích mà nhìn như là chích heo, xong lấy được một một khoảng máu rất là nhiều các bạn. Cho nên cái cảm giác các bạn bị đâm vào xong rồi rút 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 máu ra, các bạn sẽ cảm nhận được cái sự đau đớn đó luôn. Thứ hai chính là tiêm kháng sinh. Tiêm kháng sinh á các bạn, tại vì bên Hàn Quốc người ta làm rất là cẩn thận. Tại vì hồi đó mình cũng có thử đi ở Việt Nam, mình coi một người bạn mình phẫu thuật thẩm mỹ thử rồi thì người ta chỉ làm sơ qua, nói chung người ta làm đại đại cho nó qua thôi, chứ bên Hàn Quốc người ta tiêm kháng sinh rất là nhiều để cho các bạn không bị hoại tử hoặc là bị nhiễm trùng á khi các bạn phẫu thuật thẩm mỹ á. Cho nên người ta tiêm kháng sinh khoảng là 3 đến 4 đến 5 lần luôn. Thì mình nhớ mình cũng tiêm khoảng nhiêu đó, mà chích như vậy á biết là nó sẽ tốt cho mình nhưng mà nó rất là đau và mình rất là khó chịu các bạn ạ. Cho nên là mình không thích mấy vụ chích cho lắm. Thì có hai cái cũng rất quan trọng, đó chính là gây mê và gây tê. Thì mình được gây mê xong rồi mình ngủ mất tiêu, xong bác sĩ mới chích gây tê cho mình. Thì tê xong rồi mình mới mất cảm giác, mà khi mà bác sĩ rọc rồi, nói chung là cắt rồi xẻo thịt đồ này nọ trên cái mũi mình á, nhưng lúc đó thì mình không thấy cảm giác nữa. Cái quan trọng với các bạn hay hỏi là làm phẫu thuật bị có đau hay không á, thì đương nhiên khúc đó không có bị đau rồi. Nhưng mà đau khúc nào các bạn ơi, bà má ơi, đau nhất là khúc này này, cũng kể cho mấy bạn nghe. Sau khi các bạn sửa xong á thì các bạn sẽ đi về nhà, và thường cái thời gian mà trôi qua như vậy khoảng là 3-4 tiếng sau khi các bạn nằm ở nhà rồi đó các bạn ạ. Thì lúc đó cái thuốc tê nó mất hết tác dụng và các bạn sẽ cảm nhận được cái sự đau đớn từ lúc đó. Đương nhiên cái đau này không phải là kiểu đau mà các bạn bị đập, bị đánh hay là các bạn bị dập banh chành cái mặt các bạn rồi, các bạn yên tâm đi. Cái đau này kiểu như là đau nó tê tê tê, nó nhức 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 nhối đó các bạn ơi. Và thường á thì cái ngày tiếp theo sau cái ngày qua Mỹ á, các bạn sẽ không ngủ được đâu. Như mình nè, thì cái ngày hôm đó mình nằm ở khách sạn một tiếng phải chập mắt tỉnh dậy một lần, tại vì nó đau nó cứ nhói nhói nhói, xong rồi mình cứ giật mình tỉnh dậy hoài luôn ấy. Cho nên cái đau đó là đau nhất, nhưng mà cái đau đó vẫn là đỡ. Ngày đầu đương nhiên nó đỡ hơn rất nhiều rồi các bạn ơi. Ngày hôm sau bác sĩ mới lên khám bài cho các bạn, xong bác sĩ sẽ bắt đầu ngồi không phải là bác sĩ nữa mà là chị y tá, thì chị y tá bắt đầu ngồi sát trùng lại vết thương cho các bạn. Các bạn có biết không, cái cảm giác các bạn vết thương tay đúng không, các bạn bị rọc bị cắt tay gì đó đi, xong rồi các bạn lấy băng keo bịt lại rồi xong này nọ loại chai cho nó qua đi. Nhưng mà đối với phẫu mỹ á, khi mà các bạn sửa mũi xong á thì ở phần trong bay các bạn sẽ bị rọc, cho nên là trong nó sẽ có một cái vết thương giống như cái vết sẹo á của các bạn trong đó. Nên á là các bạn phải lấy cái tăm bông chọt 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 vô mỗi ngày. Thì lúc đấy cái chị nhân viên y tá này chỉ bắt đầu gỡ một số cái băng, gọi là băng ở bên ngoài cho mình trước, tại vì mình cũng đã lấy sụn tai đằng sau rồi nè các bạn. Cho nên là bác sĩ lột mấy cái đó ra mà cũng khá là đau, các bạn biết cảm giác mà máu á nó khô rồi xong nó dính liền với cái băng đó các bạn. Cho nên là khi mà kéo ra, các bạn biết cái cảm giác như là cái cục ghẻ của các bạn nó dính vô trong cái thịt các bạn, xong kéo đi chung á, trời nó đau và cố luôn. Cho nên cái lần trước mình bị chị y tá là như vậy, rất là đau các bạn ơi. Tiếp theo chị y tá sẽ lấy cái tăm bông á, chị y tá quẹt quẹt, nói chung là cậy mấy cái gọi là cái chất dịch bị khô á, nói chung là gọi sang chảnh là như vậy nhưng mà gọi thực tế là ghẻ đó các bạn. Thì lấy cái tăm bông á chấm cồn oxy già đấy, thì bắt đầu cạy 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 bên trong là để cho nó lấy ra. Mà các bạn biết không, đau thấy mẹ luôn á các bạn. Vết thương á mình chẳng dám đụng vô lần nào nữa, mà cái này nó phải đụng vô liên tục luôn. Và qua cái ngày hôm đó xong á thì mình tưởng đã hết rồi, không hề. Chị bác sĩ có dặn là về nhà phải lấy tăm bông cạy nó thường xuyên để nó mấy cái ghẻ ra nha em. Mình cũng cái dạ ok em biết rồi. Mình về nhà thì mình cậy, các bạn biết không, cậy đương nhiên ai mà dám cậy mạnh, tại vì nếu mình cậy mạnh á thì mình sợ là cái vết thương nó sẽ bị lở hay bị loét hay là bị hại cho vết thương mình nữa, chứ mình đâu có dám cậy mạnh đâu. Thì mình chỉ cậy nhẹ, xong lấy được cái bao nhiêu miếng ghẻ thì lấy được càng nhiều càng tốt thôi. Nhưng mà cậy nhiều nữa thì rất là đau các bạn, cho nên mình không có dám làm nhiều.
đến ngày thứ ba lên bệnh viện, bác sĩ chị y tá mới kêu á là trời ơi sao em làm vệ sinh gì mà em làm không có sạch sẽ gì em. Thì mình mới nói là trời ơi chị ơi em đâu dám làm mạnh, em sợ thế này sợ thế kia. Trong chị y tá mới kêu là trời ơi vậy là không có được đâu em ơi, trời đất ơi em phải cạy cho thiệt là mạnh để cho mấy cái ghẻ đồ này nọ đấy nó bóc ra bong chóc ra hết á thì cái vết thương em nó mới sạch và không bị nhiễm trùng được. Em làm như vậy là không được. Trời ơi mình nghe vậy cũng hết hồn, tại vì mình cũng đâu có thể nào mà dám cạy mạnh đâu các bạn ơi. Cho nên là tới lúc đó chị đó chị mới lấy cái cây tăm bông chị cạy giùm mình. Ta nói trời ơi nó cạy nó rất là đau các bạn ơi, cạy mà như là làm cho mình sửa lên buổi lần thứ hai luôn đó các bạn. Nó rất là đau các bạn ơi. Nhưng mà cái đó là bất đắc dĩ, các bạn nhất định phải làm mạnh thì là mạnh vào vết thương để cho nó cái ghẻ nó bong ra, cho dù là máu nó ra nhiều đi chăng nữa nhưng mà cũng các bạn phải chấp nhận đó là cái đau trong cái việc mà đi cạy ghẻ. Đến cái ngày cuối cùng là cái ngày đi tháo chỉ, các bạn nghĩ là tháo chỉ chắc cũng khỏe lắm, không có gì này nọ đâu, nhưng mà thực tế trời ơi tôi sợ nhất là cái ngày tháo chỉ các bạn ơi. Bởi vì sao? Cái ngày tháo chỉ á, thường là chị y tá chị sẽ cạy ghẻ thêm một lần nữa cho các bạn. Thường thì các bạn nên làm nó sạch sẽ trước để cho cái cọng chỉ với cái thịt nó lòi ra thôi chứ không có thấy ghẻ nữa. Thì khi mà làm như vậy thì chị y tá sẽ lấy cái kéo, gọi là cái kéo mà kéo y tế để mà gấp cái cọng chỉ. Thì cọng chỉ này rất là nhỏ, nó là chỉ y tế và thường thì dạo này người ta không có xài chỉ tự tiêu cho các bạn nữa. Cho nên là các bạn cứ nghĩ là được ấy xong rồi chỉ nó tự tiêu thì không có, thường người ta vẫn xài cái chỉ mà phải cắt. Thì cái chỉ như vậy cọng nó rất là nhỏ, nhỏ hơn cái cọng chỉ của mình rất là nhiều các bạn. Chính vì nhỏ như vậy các bạn lấy cái kéo để mà cắt cái cọng chỉ mà nó may ở trong này các bạn biết không? Nghĩa là sao? Nghĩa là hơn 60-70% cái kéo nó sẽ cắt trúng cái da của mình các bạn. Và khi mà cắt như vậy các bạn biết không? Phải gấp cọng chỉ lên một chút xíu để cho nó lòi cái mối thắt của nó lại á. Xong lấy kéo cắt ra như vậy thì đương nhiên nó rất là nhỏ như vậy rồi, cái tỷ lệ nó cắt qua da mình là sẽ bị. Cho nên trời ơi nó đau mà nó chỗ đau mà nó đau mà nó kiểu như là cắt qua da mình là đương nhiên nó sẽ cắt qua da mình rồi, chỗ nó đau mà đau ơi là đau luôn mà nói chung là ôi muốn chết đi sống lại vậy đó. Cho nên là đến từ bây giờ thì mình cũng cứ sợ cái cảm giác mà phải đi phẫu thẩm mỹ. Sau này có hỏi có sửa nữa không thôi, cho dù tôi có chết đi chăng nữa tôi cứ để tôi cái mặt như vậy đi. Có một số chuyện mà mình cũng rất là muốn chia sẻ cho mọi người, đó chính là một vài cái ngày đầu khi mà mình mới sửa xong đấy, mình nhìn vô cái mặt mình muốn khóc luôn các bạn ơi. Ngay cái lần vừa mới sửa xong á thì có một con bạn mình nó làm ở trong bệnh viện đó, nó kêu ủa anh ơn để em chụp cho anh tấm hình để làm kỷ niệm nha. Xong rồi mình hỏi cái mũi anh sao rồi em, mới kêu em thấy mũi anh hơi bị lệ đồ này nọ. Nói chung là mình nghe mình hết hồn các bạn ơi. Tại vì nghe sửa mũi xong, người ta đã hồi trước người ta bị cái mũi do tai nạn người ta bị lệch rồi, bây giờ người ta muốn sửa lại cho nó thẳng. Mà ai ngờ nghe nói xong vậy, xong bảo kêu là mũi bị lệch. Mình nghe hết hồn luôn các bạn, kiểu như khóc luôn các bạn. Tại vì chịu đau đớn đủ thứ như vậy rồi mà cái mũi mình bây giờ lại không hoàn hảo, nó rất là buồn và nản lòng luôn các bạn. Rồi kêu bả chụp cho mình một tấm hình, sau rồi mình mới đi về nhà mới coi lại tấm hình đó, mình hết hồn luôn. Để mình cho các bạn xem cái tấm hình đó nè, thì các bạn mới thấy á là cái mũi mình một bên to một bên nhỏ nha các bạn nha. Ta nói nhìn vô cái tấm hình mình kêu trời ơi bác sĩ làm kiểu này thôi chết em rồi bác sĩ ơi. Nhìn cái tấm hình như vậy xong mình soi gương đồ đủ thứ, mình thấy trời ơi cái mũi lỗ to lỗ nhỏ như vậy làm sao mà làm mà được như vậy, có hay ghê thì có chứ. Sau mình mới hỏi chị y tá là chị ơi cái mũi này sau đó mũi lỗ to lỗ nhỏ, chị y tá mới kêu là không em ơi, cái này tại vì mới đầu làm như vậy chứ vài ngày sau thì nó sẽ khoảng một tháng sau á hoặc là 2-3 tháng sau thì nó sẽ vào form ổn định hơn thôi. Lúc đó mình cũng chẳng có tin đâu, mình kêu trời ơi thôi chết rồi, thôi kiểu này chắc là mũi mình bị lệch tiếp nữa rồi. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn nhìn lại cái mũi mình hôm nay này là khoảng 2-3 tháng rồi, các bạn thấy mũi mình không hề bị lệch các bạn nha. Nhìn nè, có nhiều bạn ngồi coi vlog các bạn kêu ô mũi này sao nó bị lệch. Chắc là một phần mình ngồi bị xéo qua bên cái camera một phần nè, thứ hai là mình hay quay này nọ lọ chai, nhưng mà thực tế mình ngồi bên ngoài đó thì mũi mình không hề bị lệch các bạn. Có như thấy đây, trừ cái cục mụn này ra thì các bạn thấy mũi mình không hề bị lệch nhé các bạn nhé, không hề bị lệch luôn. Và đó là một trong những cái không nên lo lắng vào những ngày đầu sau khi các bạn phẫu thuật mỹ xong. Nếu mà các bạn nhìn vào những cái kết quả mà ngay từ những ngày đầu đó, thì các bạn sẽ thấy là bị trầm cảm luôn đó các bạn ơi, kiểu như mình buồn rất là nhiều luôn các bạn, kiểu như là trời ơi mình bỏ bao nhiêu công sức ra mà chịu đau đớn rất là nhiều mà cái mũi chẳng ra gì, kiểu như là thất vọng về cuộc đời lắm luôn á. Cho nên mình khuyên các bạn á, nếu mà các bạn sửa mũi xong á thì mấy ngày đầu á các bạn đừng nên ngắm như mình quá nhiều, tại vì làm như vậy thì các bạn sẽ càng buồn hơn mà thôi. Và cái câu hỏi cuối cùng mà mình muốn trả lời cho mọi người ngày hôm nay đó chính là cái chi phí đó mà sửa mũi á, thì cái mũi mình là một dạng đặc biệt, mũi mình
đã từng sửa do bị tai nạn, cho nên nó là gọi là tái phẫu thuật. Mà khi tái phẫu thuật như vậy thì bác sĩ phải coi là ở bên trong như thế nào, này nọ loại chai để các bác sĩ có thể mà sửa lại cái mũi mình á. Thì khi mà làm như vậy thì nó sẽ tốn kém hơn rất là nhiều. Và đặc biệt ở bên Hàn Quốc thì đương nhiên cái chi phí nó sẽ mắc hơn rất nhiều so với ở Việt Nam rồi. Cho nên là cái giá của mình bắt đầu bằng con số 1 và có rất nhiều số 0 ở đằng sau. Thì các bạn biết giá là bao nhiêu rồi đúng không? Mình nói như vậy các bạn sẽ hiểu mà. Cho nên là cái vlog này tại vì biết sao không? Bên trung tâm Banobagi không cho mình nói giá, cho nên mình không dám nói giá cho các bạn biết. Và nếu các bạn muốn hỏi về cái trung tâm mình đã từng làm thì đó là của Banobagi nha. Đây không phải là cái clip để mà quảng cáo đâu. Đây là cái clip mà nếu các bạn muốn hỏi thì mình sẽ trả lời thôi. Và nếu các bạn cần thì mình sẽ để link của một vài chị tư vấn viên người Việt ở phía dưới nha. Ok, và vlog ngày hôm nay đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem vlog ngày hôm nay. Bye bye. Con Siko đang nằm dưới chân mình ngủ nãy giờ, hiểu không các bạn? Cho nên nãy giờ mình không có di chuyển nhiều được. Siko bye bye mọi người đi con. Bye.